Thì từ đêm nay quý khách hàng mua 210F thách thức HK200E là xịn hào như thế này, bảo hành 2 năm đổi mới trong vòng 1 năm đầu tiên, thì cái chương trình giảm 10% đã kết thúc. Thì bắt đầu từ bây giờ cuộc sống trở lại bình thường, thì mình cũng không có biết cái cách gì mà để tri ân nữa. Thì mình sẽ tặng cho quý khách hàng một cái áo thun của hãng Sanjo này, và cũng không quên tặng cho quý khách hàng cái nón tầm nhìn rộng có chỉnh xịn hào này, cũng trị giá là 300 ngàn rồi chứ không ít ỏi gì đâu nha quý khách hàng nha. Rồi có tặng thêm một cuốn sách của nhà máy, nó gửi qua chung với cái đợt mà nó gửi mấy cái áo này luôn nè, nó gửi chung qua đó, cho nên quý khách hàng nhớ nhấn đăng ký kênh nha quý khách hàng. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình test thử cái máy này cho tất cả mọi người coi ha. Máy này thì bây giờ mình mới nhắc rồi đó, nãy mình quên đó, mình đã tặng thêm cái nón này nha quý khách hàng nha, áo nón sách đọc để mình có thêm thông tin. Đó, quý khách hàng thấy không, sung á, lên dòng chảy, cái lửa mà quý khách thấy nó là sáng nhất á, nó là cái lửa để chảy là 45 ampe, còn cái lửa mờ có nghĩa là 15 ampe, và cái lúc mà nó giữ cái lửa lớn á là nó chỉ có 0.2 giây thôi, còn cái lửa nhỏ là cái lửa làm nguội thì nó giữ trong vòng 0.8 giây. Thì xung nó là vậy đó quý thầy, nó giống như một dạng là tích lạnh vậy đó, nó sẽ làm cho cái quá trình mình hàn kéo nó cũng sẽ bớt biến dạng, nó sẽ khác cái tích thường. Cái thằng đang theo dõi là đây là chức năng thứ ba rất là xịn hào trên con máy tích 250BC của 10 khách hàng thông thái đặt hàng ngày hôm nay. Thì video này mình đang làm cái video là hướng dẫn nhanh sử dụng tích 250BC xịn hào mà mình đang chuẩn bị test để giao cho 10 khách hàng thông thái. À, chốt đơn trong cái ngày cuối của cái kỳ sale mà từng lễ vàng rộn ràng khuyến mãi, thì chức năng này là chức năng thứ ba rồi đó. Rồi mọi người coi trong cái video đó, mình có nói là chức năng 1 là tích thường, rồi chức năng 2 là tích xung nó xịn hào như thế nào đó. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ mình đó quý hàng, thấy không, mình vừa thực hiện xong cho nó dứt điểm đoạn này. Trong một cái máy hàng á, giá 5.2 triệu mà quý hàng thấy là cái tính năng xung nè mình đang đặt kế bên đó là cũng đã thấy tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ nó còn có điểm để làm inox mỏng, hàng vàng, hàng bạc, hàng nữ trang. Rồi có một cái chức năng hàng tích lạnh như thế này để nó giúp chúng ta hàng nó đỡ biến dạng inox. Thì quý khách hàng có thấy là đáng để nhấn nút đăng ký kênh rồi ủng hộ mình không? Thì hôm nay là mình làm hướng dẫn video nhanh như vậy đó. Đó, bên trong mình nói là hết luôn. Đây là video hướng dẫn nhanh đó, dòng máy hàng tích 20BC cho 10 khách hàng thông thái đã rất là đặt hàng thông thái và ngày cuối sale được giảm 10%. Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến, quay trở lại kênh máy hàng Em Quyền nha. Hồi trưa này mình làm một cái video rồi nhưng mà vẫn chưa đủ quý khách hàng. Hôm nay rất là may mắn là khách hàng khắp muôn phương tối qua đến 24 giờ ngày 19 tháng 12 thì cũng đặt mót mót cho mình, ủng hộ mình. Thực ra cái này cả hai bên đều có lợi quý khách hàng. Đó là 10 anh khách hàng này ổng cũng rất là thông thái và rất là thông minh. Mình cảm ơn 10 anh khách hàng đã đặt tích 250BC cho dù ngay bây giờ là trời mưa tầm tã, thì mình sẽ không bao giờ le lưỡi ra liếm vô cái cuộn dây hàng của máy mít 1 ký hết đó, nhưng mà mình sẽ hàng. Tại vì nguyên tắc của máy hàng inverter là điện ngõ ra này nó rất là thấp quý thằng, nó là điện DC đó. Cái dòng ra là cao nhưng mà điện áp rất là thấp, cho nên mình sẽ có thể là bò xuống ngoài mưa này, mình hy sinh chút xíu thôi, ước ước chút. Mình sẽ test nhanh, hướng dẫn nhanh là nếu chúng ta 10 anh khách thương mến này mua 10 con 250BC này thì phải cần làm những bước gì và thực hiện 5 tính năng mà đã từng nói hoài. Thì tạm thời video này mình gọi là video cảm ơn 10 khách hàng thông thái đã đặt 10 con tích 250BC cho đến cuối kỳ sale của ngày 19 tháng 12, tức là mình nhận 10 đơn này là tới 24 giờ đó, 00 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023, và mình cũng nhận được 6 cái đơn mót mót này AC210F. Đây là một cái quyền thoại quá tuyệt vời đến từ thương hiệu Sanjo. Thì cái đơn này cũng đang nằm trong cái gói khuyến mãi là giá 2.250.000, tặng 5 mét kìm hàng, 2 mét kẹp mát dài miên man, và máy thì bảo hành. Máy thì bảo hành là 2 năm đổi mới trong vòng 1 năm đầu tiên. Đó, quý khách hàng thấy sự xịn hào của nó. Đây là một dòng máy rất là huyền thoại và mình rất là cảm kích. Tổng cộng là hôm nay có 10 anh khách thông thái đặt tích 250BC và 6 anh khách thông thái đặt
AK210S. Đây là một cái dòng máy mà mình thách thức với mình đọc tên luôn, HK200E, nhân danh Việt Nam. Mình thách thức. Thách thức đây là gì? Là một ai có sở hữu máy HK200E mà nếu mà mua thêm một dòng máy này của mình để về so sánh giống những lời mình nói hay không, chất lượng có cao hơn hay không, và độ nhạy mồi hồ quang có tốt hơn hay không, chất lượng linh kiện điện tử có tốt hơn hay không. Nếu mà mình nói sai một lời nào, mình sẽ đền cho quý hàng gấp đôi tiền. Có nghĩa là mua máy HK200E nhân danh Việt Nam đó là 2.850.000, đúng không? Mình mua con máy này chỉ có 2.250.000, cho 5m kiềm hàng, 2m chạp mát, cáp 100% bằng dây đồng. Mà về so với cái ruột của thằng HK200E mà khác một chỗ nào, hoặc là thấy là linh kiện điện tử thằng này kém hơn thằng 200E chỗ nào, thì mình sẽ đền cho khách hàng là 5.700.000. Bởi vì máy đó là quý khách mua là 2.850.000 nhân danh Việt Nam. Nhưng mà mình khẳng định là máy đó không bao giờ so sánh nổi với dòng máy này. Thì đây là dòng máy 210F mà mình sell mốt, có nghĩa là quý khách hàng đang có đất lợi là giảm 10%. Tuy nhiên hôm nay mình cũng thông báo một điều là gì, mình rất là hết vui rồi, bởi vì khách hàng sẽ phải mua lại giá bình thường là 2.250.000 cho dòng máy xịn hào này. Với là phụ kiện thì cũng vẫn như cũ thôi, cho 5m kiềm hàng, 2m kẹp mát. Nghe quý hàng, chỉ có cho như vậy thôi, 5m kiềm hàng, 2m kẹp mát, dài như vậy thôi. Đây phụ kiện của nó, bây giờ chỉ còn như vậy thôi. Nhưng mà để bù đắp lại quý hàng, mình sẽ cố gắng hết sức nha. Đó. Bây giờ là 5m kiềm hàng, 2m kẹp mát, kiềm là kiềm kiểu Mỹ, 400A. Và 2m kẹp mát, mọi người có thể đổi theo yêu cầu của mình. Thì đây là dòng máy huyền thoại rất là xịn hào. Thì trong video mình cũng không cần phải nói nhiều về nó nữa đâu. Vấn đề chính là mình sẽ hướng dẫn nhanh tích 250BC này trong vòng 15 phút. Bắt đầu từ sau khi mình test xong con máy này, để mình đo dòng thực và mọi người nhớ. Thì bây giờ trở lại trạng thái bình thường mới rồi. Thì đây là một dòng máy của hãng Sanjo. Mọi người khi mua máy thì mình sẽ tặng cho một cái cuốn catalog, để sau này mình có cái để mình tra cứu những cái sản phẩm của cái hãng lớn này. Đây là một cái hãng chứ không phải là cái tổ hợp. Ở trên thị trường nó có rất là nhiều cái tổ hợp. Ví dụ máy Lincoln, Jonte mà nhân danh Đức là một cái tổ hợp, không phải nhà máy. Tất cả nhà máy đều phải có sách hướng dẫn sử dụng bài bản đầy đủ như này. Đây là những cái dòng máy của nó. Trong này quét về tham khảo để mình có những cái dòng những máy nào mà khi cần á ha. Thì bắt đầu từ tối nay là mọi thứ nó trở về cuộc sống bình thường. Là máy quá xịn hào, 2.250.000. Quý hàng mấy ngày nay không có tận dụng cơ hội thì quá uổng. Hôm nay chỉ có được 10 anh khách thông thái đặt 10 con 250BC có 5 tính năng, và 6 anh khách đặt dòng máy 210F mà thách thức với HK200E nhân danh Việt Nam. Nha quý hàng. Rồi bây giờ mình sẽ đo dòng thực một cái, mình cũng sẽ cố gắng lôi ra ngoài mưa mình hàng cho quý hàng coi. Còn nếu khách hàng mà ngại mà về vấn đề mà hàng ngoài mưa sợ sợ thì mình cũng có một dòng này. Watergroup AC 252 cũng quá xịn hào. Máy này cũng xịn hào, cũng đang bán 2.800.000, đã trở lại cuộc sống bình thường mới luôn. Thì ai muốn mà ra mưa hàng thì nên hút con máy này. Rồi đó, thì cái máy này thì mình sẽ bỏ ngoài mưa. Rồi xong cho nó chảy chảy nước mưa vô. Còn con máy 210F là nhân vật chính. Máy này thì hôm nay không có ai đặt hết nha quý thầy. Nhưng mình nói gì là đúng cái đó thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở 210F lên. Rồi chúng ta sẽ cắm điện cho cái con máy Watergroup AC luôn nè. 252 đang để ngoài mưa. Đó, nó mở nguồn nó lên luôn rồi. Thì bây giờ chỉ còn lại một cái là gì, mình chỉ tặng sách vở để quý khách hàng nghiên cứu thôi. Tặng một cái áo thun của hãng Sanjo nha quý khách hàng. Rồi, sách vở áo thun kiềm hàng là 5m miên man, rồi đo dòng thực thôi. Rồi cái đoạn sau video này mình sẽ hướng dẫn nhanh quý hàng. Tiêu đề video mình sẽ là gọi là hướng dẫn nhanh sử dụng máy hàng tích 250BC có 5 tính năng phổ biến nhất thị trường Việt Nam hiện giờ, giá rẻ nhất hiện giờ. Rồi mình sẽ dặn dòng thực em nó lên, và mình cũng sẽ lấy một cái đũa 3 ly 2, mình đốt một cây miên man. Rồi bây giờ sẽ đo dòng thực một chú máy xịn hàng như thế này, mình dặn lên 210F lớn nhất rồi. Rồi mình sẽ lấy cái kẹp mát này, mình di chuyển ra cái cục sắt ở ngoài đường mà mình hứa với hàng là mình sẽ hàng cho nó nặng đủ 200kg đó, mình đưa ra đây. Đây kẹp mát mình quăng ra rồi đó. Còn cái đây là cái máy hàng chống nước, mình sẽ lấy cái đũa 3 ly 2, và đây là cái kìm hàng que mình cũng quăng ra đường luôn đó. Rồi đũa mình cũng quăng ra mưa ướt luôn, đây quăng ra mưa luôn. Rồi sau đó mình sẽ thử cái độ nhạy của em nó như thế nào. Rồi còn đây là cái cục sắt của mình,
mình hứa với hàng mình hàng cái cục này nè, cho đến khi nào mà đủ 200 kg thì chúng ta sẽ đến với nhau, hẹn nhau tại cái đường số 36 phường 10 quận 6 này. Hiểu rằng rồi bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo dòng thực, rồi mình khuyên quý khách hàng là nên, nếu mà chưa coi được cái video sale hôm đó thì nó cũng nên tận dụng để mua trong cái giai đoạn này. Mình cũng tặng cái nón cũng tốt rồi, tặng cái nón tầm nhìn rộng giá trị giá 300.000. Cái nón đó thì bây giờ cũng trở lại trạng thái bình thường rồi, là 300.000 chứ không còn là giảm 50.000 nữa đâu. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đũa hàng đây, quý khách hàng nhìn thấy nè ha, đũa nè đang ướt nhẹp lông lông em nè, đang nằm dưới đất nè, lụm lên đâu có giật giót cái gì đâu, mà quý khách hàng cứ nghe mấy tụi nó nói là chức năng chống giật, nhất là cái chỗ bán trái cây nó đết biết cái gì về chức năng chống giật, mà nó cứ nói con máy mít mà linh cò của nó nói có chức năng chống giật, giật bà nội tôi á. Thực ra quý khách hàng biết điện 220 vô nó rất là nguy hiểm đó, không có cái chức năng nào chống giật cả, thế chỉ có chức năng là giảm điện áp không tải về về trạng thái dưới 20V thôi. VRD là voltage reduced device. Thì giật hay không giật là do cái cách mình làm một cái máy nó chuẩn mực hay không. Cái điện nguồn ngõ vô 220 nó rất là quan trọng. Còn cái ngõ ra VRD là nó tắt điện áp ngõ ra thôi. Nó tắt dưới cái mức là 55-65V. Nó đưa về còn 20V, nó gọi là VRD. Chứ không có chống giật cái gì cả. Trong những trường hợp mưa gió vậy nè, thì mình cầm cái que lên, mình mở cái chức năng đó lên, thì cầm cái que nó không có tê tê thôi, chứ chả cái chống giật chống giết gì hết. Cầm máy này ra cho nó đẹp lòng em hết rồi ha. Đó rồi xong rồi chúng ta sẽ đi tiến hành đo dòng thực, mở dòng thực lên cho tất cả quý khách hàng coi liền. Mời tất cả quý khách hàng theo dõi nha. Vô đây, đồng hồ đã đo, đã mở lên rồi. Rồi vô trung tâm điều khiển chưa hả? Rồi thấy đẹp chưa? Đó, rất đẹp rồi đó. Rồi chọt cho quý khách hàng coi nha, dời máy ra cho nó đẹp hình đẹp ảnh. Rồi rồi chọt một cái nào, quý thấy dòng bao nhiêu vậy? Đó, 180 ampe. Rồi thấy rất rõ chưa? Chọt một cái thấy rất rõ chưa? Rồi mình xin phép là đốt cây đũa 3 ly 2 này ở trạng thái là ướt này, hả ràng nhúng xuống nước đó cho nó ướt vậy đi, nó bể thuốc hết trơn rồi. Rồi tiến hành hàng liền, rồi chọt một phát ăn ngay. Quý khách hàng đang theo dõi AC 210F đã kết thúc chương trình giảm 10% từ tối ngày hôm qua 20, tức là lúc 00 giờ ngày 20 tháng 12. Thì hôm nay chỉ có 6 khách hàng thông thái đặt được 6 con 210F quyền thoại này. Nói dòng máy này mình thách thức với HK200E nhân danh Việt Nam. Thách thức đây là gì? Nếu mà quý khách hàng mua con máy này về mà thua bất kỳ một cái điều nào về con máy đó mình nói, mình phân tích, thì mình sẽ đền cho quý khách hàng là 5.700.000. Căn cứ trên con máy của thằng nhân danh Việt Nam đó. Máy đó nó bán 2850, trong khi đó máy này mình bán 2250. Và giảm hết cái chương trình là giảm 10% rồi, thì bây giờ mình vẫn tặng cho khách hàng là một cái nón tầm nhìn rộng trị giá 300.000, một cái áo thun của hãng Sanjo, 5m kiềm hàng, 2m kẹp mát, và mình bảo hành 2 năm, đổi mới trong vòng 1 năm đầu tiên. Có tặng một cái áo thun và một cái catalog của cái hãng này. Rồi bây giờ hàng tới đâu nó ghiền tới đó. Thì bây giờ mình sẽ phải là quất một cây que nữa mới được, nó lỡ dục ra ngoài mưa rồi nè. Đó, bây giờ mình cứ cầm lên đây, rồi mình cứ kẹp cái đũa hàng vô đây là bình thường thôi, chả có chuyện gì đâu các thằng nha. Nó kẹp que vô nè, mời tất cả mọi người theo dõi nè, kìm này nó nặng như là cái gì nè, mình kẹp vô nè, thấy không, tình cảm nè, đưa nhẹ nhàng tình cảm vô kẹp em đó, giật giết cái gì đâu. Rồi tiếp tục hàng cho nó mau đầy cái cục sắt này vô, thấy không? Coi nè, nhúng xuống nước làm cái nữa mới đã nè, vô chọt chặt mục tiêu, thấy không, chọt vô nó quý hàng coi nè, đó màu như quá đơn giản, thấy không. Lật nó qua nè hàng. Quý khách hàng để ý một cái máy không? Mình chỉ cần để có 155 ampe thì nó đã hàng miên man. Thậm chí nó đang dư lửa rồi đó, bây giờ nó khô thuốc rồi đó. Ngon lành đó, quý khách hàng đang theo dõi đó không? Hàng dòng của nó để chỉ có 155 ampe mà nó hàng đã miên man như thế này rồi. Quý khách hàng thấy một con máy này 2.250.000 nó xứng đáng đồng tiền bát gạo chứ đâu phải khơi khơi đâu, mà đúng là cũng chúc mừng cho mấy anh khách hàng thông thái. Có nhiều khách hàng cứ tối ngày đi mua máy chỗ bán vũ khí bán trái cây, không bao giờ mua được con máy mà đẳng cấp cao như thế này. Rồi bây giờ mình gõ sỉ cho mọi người coi cái chất lượng mối hàng nó ổn không nha, nó sự tuyệt vời của nó hay không nha. Đó, nhiều khi mình hàng mình cũng thấy ghiền đó, mà mình đó quý khách hàng thấy không đó, mình hàng nó khi mà mình tập trung mình hàng nói chung nó cũng được lắm hả, chứ còn mình hàng mít không dùng
hàng que hồi cái video hồi trưa là mình chỉ chứng minh là đồ mỏng nó khó hơn chứ đồ dày mình thích hàng hơn. Rồi bây giờ là còn ở đây nữa nè, không lẽ là không làm thì nó rồi bây giờ mình chấp nhận đưa cái cục sắt này vô đây để cho quyết hàng là sau này cho nó mau đầy được không, mà thôi đi, cục này để dành mình cắt lát ma đi thôi, mình tạm thời mình hàng đường này thiệt là đẹp lên đây cho tất cả quyết hàng coi nữa nha. Lấy cây đũa nữa đi, đũa 3 ly 2 quốc cây nữa. Rồi rất đơn giản, mình cứ nhẹ nhàng kẹp cái đũa vô rồi mình sẽ quốc một cây nữa cho tất cả quyết hàng coi, ở dòng cũng là 159 ampe. Mời tất cả quyết hàng theo dõi. Đây mình cứ để nhẹ nhàng mát lên đây coi nó bắt mát nhẹ nhàng không nha. Vô nó quyết hàng thấy không, đây là sự tuyệt vời của cái dòng máy 210F à. Đó, thấy cái lửa của nó sẽ rực rỡ lòng em chỗ đó, chứ không phải là mình nói sao xạo sàm sàm đâu. Đây là cái đường này nó hở rất là lớn, và cái kỹ thuật hàng cái chỗ này là mình còn yếu lắm nha quý thằng. Mình nói thật lòng á, mình cũng học người này người kia ở nước ngoài rồi thấy cái nào giỏi người ta giỏi giỏi mình học thôi, cho nên mình hàng cái đồ này mình vẫn còn dở lắm. Ai mà có coi được á thì để lại bình luận người chỉ cho mình sẽ tiếp nhận tiếp thu hết, chứ không phải cái gì mình cũng nói mình biết làm đâu. Cái hàng que mà vô cái đồ này nó khó vô cùng, mình đang cố gắng mình làm, nhưng mà thấy con máy 210F của mình bán mình thích quá đi, cho nên mình quất nãy giờ là 3 cây 3 ly 2 rồi. Mình đang cố gắng mình hàng cho nó bài bản này cái này, vô cho nó mà gõ thuốc ra cho nó đẹp không. Đang hàng được cái miếng, hai cái miếng sắt 15 ly rồi, ở cái khe hở này khoảng 6 ly. Đây là cả một cái nghệ thuật hàng chứ không phải không. Rồi gõ thử cái coi nó ổn không hả ràng. Mình gõ beng 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 ra cái tình hình nó ổn không. Rồi xong nhiêu đây thôi chứ để mất thời gian đi đâu. Cũng được ha, cái thằng thấy mình hàng cũng đỡ đúng không. Đó, hàng có những lúc mà mình hàng không chuẩn thì nó sẽ bị bọt chỗ này, ví dụ vậy. Tuy nhiên là đó, có cái sự luyện tập thì cố gắng từ từ thì cũng sẽ hàng được như thế này. Đó, nhờ con máy xịn hào thì nó cũng giúp cho chúng ta được nhiều thứ. Rồi bây giờ mình sẽ vô video liền. Thì những cái đồ xịn hào này của mình nè, cái thân bù lon 230 new cũng còn ha, là ai thương mến thì có thể ủng hộ 490.000 một cây, nó để dành xài cũng được trong nhà xưởng. Rồi bây giờ mình quay trở lại, đây là 10 khách hàng thông thái. 10 con máy này mình cũng đã test xong xuôi rồi, tuy nhiên mình dành một con máy duy nhất ra để mình làm video nhanh, có nghĩa là hướng dẫn sử dụng nhanh cách lắp đặt tích 250BC. Thì khi chúng ta mua con máy tích 250BC giá 5.2 triệu được giảm 10%, thì sẽ có một cái bộ đuốc WB17 dài 4m miên man và tiến hành gắn nó vô dấu trừ. Đó, khi mà mình mua, đây là bắt đầu mình vô video hướng dẫn thật là nhanh nha. Mọi người sẽ tính cho mình là bao nhiêu phút mình làm, rồi dây điều khiển mình sẽ gắn vô chỗ này. Mình vừa làm vừa nói cho nó, đôi khi nó cũng hơi mệt. 5.2 triệu nó sẽ có một cái đồng hồ hạt gông xịn hào như thế này rồi, chắc chắn rồi. Nó cũng giống như cái đồng hồ hạt gông mình đang bắt ở trên cái chai khí, chút xíu mình sẽ bưng ra cho quý hàng coi. Mình sẽ cố gắng hết sức từ cái đoạn này. Đây, một cái đồng hồ hạt gông xịn hào. Thì trong quá trình hàn tích chúng ta chắc chắn phải dùng khí hạt gông nha quý hàng nha. Không thể không có được. Và mình cũng có tặng cho quý hàng 6 bộ kit như thế này, 6 bộ collet, 6 cái sứ, 6 cái kim hàn để chúng ta có thể hàn inox, hàn sắt, tất cả các thứ. Đây là phụ kiện tiếp theo. Và chúng ta cũng có được có tặng một cái đôi bao da để dành mình bảo vệ tay mình. Rồi có một cái ống khí để kết nối từ đồng hồ hạt gông để đi lên cái chai khí hạt gông. Và chúng ta cũng sẽ có là 3 mét kìm hàng, 3 mét kẹp mát dài miên man để mình sử dụng cho cái việc kẹp mát hàng tích. Và mình có cái kìm hàng que để mình sử dụng cho chức năng thứ 5 là chức năng hàng que. Thì bây giờ mọi người nãy giờ thấy là mình nói theo mình đoán là đã hết 1 phút 32 giây rồi đó. Rồi bây giờ mình gắn kẹp mát vô dấu cộng. Đây là nguyên tắc của hàng tích, kẹp mát chúng ta sẽ gắn dấu cộng và mình sẽ ra mưa mình hàng cho tất cả các hàng coi. Đó, quá trình đó mình đã lắp đặt xong rồi. Thì bây giờ trước khi gắn những cái bộ kit của nó vô thì mình sẽ đi buộc lòng phải kết nối đồng hồ hạt gông này vô chai khí hạt gông, và mình để kết nối đường khí hạt gông từ chai vô trong máy. Thì mời quý hàng theo chân mình sẽ đi ôm một cái chai khí hạt gông, nhưng mà cái khâu này mình đã làm sẵn rồi. Đây, khí hạt gông thì cái đồng hồ mình đang gắn trong chai khí thì quý khách hãy thấy rất rõ là nó là đồng hồ răng ngoài. Ở miền Nam là chai khí hạt gông đồng hồ, chai khí hạt gông là răng trong. Thì bây giờ mình chỉ cần đưa này vô mình dặn bằng cái mỏ lết siết chặt giống như thế này. Rồi chỗ này là để mình mở lưu lượng khí hết rồi ha. Mình trước khi mình mở mình phải mở van đầu chai này. Đó, van đầu chai này mình phải cần một cái mỏ lết mình phải mới mở được nó nha quý khách hàng nha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối đường khí hạt gông vô cái máy hàng này.
Rồi mọi người coi, để mình cấp được khí hạt gông thì mình sẽ cần một cái đây, mình sẽ cần cái đuôi này, và mình lấy cái máy màu vàng mình sẽ kết nối tốc hành vô. Mời tất cả mọi người theo dõi. Khi mà quý khách hàng mua về nhà cũng sẽ làm giống mình. Rồi mình xin phép mình dời con máy này bỏ xuống nha, để đi đóng đơn cho nó lẹ, cho nó trống chỗ. Rồi chúng ta sẽ lắp cái đường này vô. Video này mình sẽ cố gắng hết sức là mình hướng dẫn quý khách hàng lắp đặt toàn bộ từ đầu tới đích của một con máy hàng tích 250BC khi mà mua về. Rồi bây giờ dây điện nguồn mình á, mình sẽ cắm vô điện 220V. Đây chúng ta sẽ cắm điện 220V vô. Chúng ta sẽ mở điện nguồn. Rồi chúng ta sẽ cấp đường khí hạt gông vô đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi mở khí hạt gông. Rồi mình đã mở van của đầu chai thì đây nó đo áp cao của nó. Rồi bây giờ mình dặn cái ống thủy này ra. Rồi chúng ta cùng nhau ra phía trước để mình coi quý khách hàng coi mình cái cách lắp kim rồi vô, và mình sẽ tiến hành hàn liền 5 tính năng liên tục. Thì một cái bộ kích, tổng cộng 6 bộ kích mình cho, thì nó sẽ bao gồm một cái collet body. Đây là collet body mình đang dặn vô. Mọi người phải lắp theo trình tự như mình hướng dẫn nha. Dặn collet body trước. Mình đang sử dụng một cái kim 1 ly 6 cho thế. Vì thế mình phải xài một cái này gọi là cái collet. Cái này gọi là collet body. Mình phải lắp theo thứ tự vậy. Mình thả cái này vô đây. Sau đó chúng ta sẽ đi lắp một cái sứ. Mình sẽ cố gắng hết sức cái video này là mình nói đầy đủ toàn bộ cái quy trình lắp luôn, để mất công nó sẽ nói là không có đúng cái nội dung của video. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cây kim hàng, để chúng ta sẽ vô từng tính năng một. Mình sẽ vô chức năng hàng tích thường trước. Rồi mình sẽ hàng một cái đường tích thường. Đây nó gọi là cái short back kép. Trong trường hợp hôm nay mình dùng short back kép, nhưng mà vì cây kim của mình nó còn có nửa cây à, quý khách hàng được tặng là một cái lông back kép, thì khi cây kim nó còn dài sọc như thế này nè, thì chúng ta sẽ kẹp bằng cái lông back kép. Còn khi cái kim nó còn 2/3 thì chúng ta sử dụng cái medium kép. Hay có những cái trường hợp là cây kim mình còn dài nhưng mà mình muốn hàng trong góc kẹt á, thì mình cũng phải cắt đôi cây kim ra để mình gắn cái short kép này vô, hoặc cái medium kép, tùy theo cái vị trí hóc kẹt mà mình hàng. Đây là mình đã hoàn thành xong cái quá trình lắp đặt kim collet body, collet và short back kép và cái sứ hàng. Ở đây mình đang sử dụng cái mỏ W17, máy nó cho theo, và mình đang sử dụng cái sứ số 4 nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động máy lên. Mời tất cả các bạn theo dõi, bật máy lên. Máy đã được mở lên thì mình sẽ vô tính năng đầu tiên. Tính năng đầu tiên là chức năng hàng tích thường. Thì trong tích thường á, đây là máy full kỹ thuật số. Ở chức năng tích thường thì cái đèn số 1 này thì nó đang chỉnh cho cái chức năng tích thường thôi, là mình sẽ chỉnh regay. Phạm vi của regay máy mình nó sẽ cho là 5 giây. Nhưng mà không ai chỉnh 5 giây đâu. Chỉnh 5 giây thì mình bóp tới 5 giây nó mới mồi hồ quang. Vì thế thường là khí ra trước chúng ta sẽ chỉnh 0,2 giây thôi. Trong hàng nhôm thì khách hàng chỉnh 0,5. Nhưng mà trong hàng inox, hàng sắt thì chúng ta chỉnh 0,2 thôi. Rồi ở đây là khí ra sau chúng ta sẽ chỉnh là 2 giây. Rồi xong đó, bây giờ mình sẽ chỉnh cái dòng hàng của tích thường. Mình đang chuẩn bị lấy hai cái miếng inox là 1 ly. Mình sẽ ghép lại mình hàng tích thường cho tất cả quý khách hàng coi liền. Mình sẽ ghép hai cái miếng inox 1 ly này lại. Rồi, đối với cái miếng inox 1 ly này thì thường dòng hàng để mình kéo một cái đường tích thường á, thì mình sẽ thường là để dòng tầm 45A. Nhưng mà để mà mình trước khi mình kéo một đường 45A thì mình phải để một cái dòng hàng là tầm 130 để mình bon cho hai này nó dính lại cho nó nhanh. Thấy các bạn ha. Đó thì bây giờ mình sẽ gắn kẹp mát vô, mình thử ở chức năng tích thường. Tích thường là gì? Tích thường là một cái phương pháp hàng mà dùng điện cực không nóng chảy, làm cho hai miếng inox này tự chảy hòa quyện ra với nhau. Thì bây giờ vì nghệ thuật và cũng vì tất cả khách hàng, mình sẽ ngồi tại cái máy này mà mình cầm trên tay để mình bon ở chức năng tích thường cho tất cả quý khách hàng coi. Dính lại. Đó, đây gọi là chức năng tích thường, em nó đã dính rồi. Đó quý khách hàng, mình cầm trên tay mà mình tiến hành làm những cái điều này cho quý khách hàng rồi. Đoạn bên này mình cũng vậy, mình làm, quý khách hàng nhìn này. Cầm trên tay, đặt cái kim vô điểm cần hàng. Đó, hàng nhìn mình làm. Nè, em nó cũng đã dính lại luôn rồi nè, quý khách hàng thấy không? Đó. Mình nên bon nhiều khúc. Để chi? Để chúng ta kéo đó cho nó đừng biến dạng. Đây. Đó, mình đã bon rất là nhiều đỉnh này. Đây là tích thường. Đây là phương pháp hàng bon. Rồi, quý khách hàng nắm kịp không? Tích thường là như vậy. Tích thường là mình sẽ đẩy một đường, dòng hàng sẽ là nằm 45A giống mình vừa nói đây. Sau khi mình đã bon dính nó lại rồi, mình sẽ để 45A và mình sẽ đẩy một đường ở tích thường. Tích thường có nghĩa là gì? 45A này nó sẽ hàng từ điểm A. Đây. Từ đây là A đến điểm cuối này là điểm B. Nó tác động một cái lượng nhiệt tương đương 45A chạy từ điểm đầu đến điểm cuối.
thì lúc này nó sẽ bị biến dạng mí inox này liền. Sau cái video này quý khách sẽ thấy rằng gì, mình hướng dẫn sử dụng nhanh và tất cả tính năng của máy này nó sẽ khác biệt như nhau như thế nào. Đầu tiên mình đang vô tích thường. Đây là tích thường 2T quá nè. Mình làm cho hai miếng inox hòa quyện nhau ở vòng 45 A. Mình ngưng đây tại nó bị quá tay mình rồi. Rồi cái đoạn này, đoạn sau mình sẽ sửa lại. Mình sẽ sửa lại thành 4T cho tất cả quý hàng coi nha. Nhấn nhẹ nhàng vô đây để biến thành 4T. 4T có nghĩa là gì? Trong 4T mình cần có cái dòng bắt đầu nữa. Dòng bắt đầu là mình nhấn cái T đầu tiên, nó sẽ là 15 A. Đây là dòng bắt đầu. Đây là dòng này, là dòng kết thúc, mình cũng cho nó là 15 A. Thì quý khách đang hình dung 4T là gì? 4T là cái quá trình mình hàng nó sẽ tạo ra là 4 lần nhịp cái cò này, cho nên nó gọi là 4T. Đây, T thứ nhất nè. Mình coi hình dung bên ngoài đi ha. T thứ nhất nè. Là 1T là 15 A. Nè quý khách nhìn nè, T thứ nhất nè. 15 A. Buông ra là lên 45, rồi bắt đầu mình đẩy. 3 nè. 4 nè. Đó, gọi là hiểu nôm na là có cái dòng bắt đầu để mình định vị con hàng. Sau đó tới cái dòng hàng chính, sau đó nhấn một cái nó xuống dòng kết thúc và buông ra nó sẽ kết thúc. Có nghĩa là 4 lần nhấn cò, nó gọi là 4T hay còn gọi là tự động. Mình giảm xuống 5 A đi để 40 thôi. Rồi 10 A. Đó, đang định vị con hàng nè các bạn thấy không. Rồi buông ra là bắt đầu ra 2T nè. Rồi đó, đó, rất là ngon rồi đó. Tia lửa rất là gom rồi, đẩy tiếp nè. 3T nè. Để điền đầy cuối mối hàng nè. Buông ra nha, 4T. Đó, cái chỗ này nó hơi dảnh dảnh thì nó phải bị lủng chỗ đó. Đó, đây là tích thường, nó bấy rậy, nó xấu quắc vậy đó. Quý hàng thấy không? Đây là tính năng đầu tiên, tính năng tích thường. Rồi chúng ta cùng nhau đi vô tính năng thứ hai là tính năng tích xung. Set up xung. Xung thì mình sẽ, quý khách biết dòng chảy nó là 45 A đúng không? Mình sẽ di chuyển nè. Mình đặt cái dòng làm nguội là 15 A. Dòng chảy mình sẽ set up là 40. Thôi mình cho nó có, vì nó có xung cho nên mình chỉnh nó lên là 45 đi, là nói sao làm cho quý hàng coi vậy đi. 45 A là dòng chảy kim loại, dòng nền là dòng 15 A là dòng làm nguội. Từ 15 lên 45 một lần trong một giây. Ở trong cái thực tế này mình sẽ chỉnh cho quý hàng coi là mình sẽ chỉnh ở xung là một hạt rưỡi đi, 1.5, tức là đi từ dòng nền lên dòng chính là tới là 1.5. À, tức là nó đi 1.5 lần trong một giây là gọi là 1.5 hạt. Rồi độ rộng xung thì mình sẽ cho nó thời gian ngâm là 15%, có nghĩa là nó sẽ ngâm dòng là 45 A. 15% mình nghĩ nó không có đủ đâu, mình cho nó 20 đi. Có nghĩa là 0.2 giây ngâm dòng 45 A, 0.8 giây ngâm cái dòng 15 A hay còn gọi là dòng làm nguội. Rồi mình sẽ đẩy một đường xung cho tất cả quý hàng coi. Xung đó. Lên dòng chảy, cái lửa mà quý khách thấy nó là sáng nhất á, nó là cái lửa để chảy đó, là 45 A. Còn cái lửa mờ có nghĩa là 15 A. Và cái lúc mà nó giữ cái lửa lớn á, là nó chỉ có 0.2 giây thôi. Còn cái lửa nhỏ là cái lửa làm nguội thì nó giữ trong vòng 0.8 giây. Thì xung nó là vậy đó quý khách, nó giống như một dạng là tích lạnh vậy đó. Nó sẽ làm cho cái quá trình mình hàn kéo nó cũng sẽ bớt biến dạng, nó sẽ khác cái tích thường. Thì trong con máy này nó đã có đủ đồ chơi vậy đó. Tích thường thì mình làm rồi, thì quý hàng đang theo dõi cái tích xung trên cái là một trong năm tính năng của con tích 250BC xịn hào này. Quý hàng thấy rất rõ, mình đang thực hiện rất là rõ. Ở đây là 10 khách hàng thông thái đã đặt con máy này trong bữa nay.
Thì nội dung video bữa nay là mình cố gắng hướng dẫn thật nhanh cho 10 khách hàng Thông Thái này nói riêng và tất cả những khách hàng đã mua 250BC trên kênh máy hạng quyền trong suốt những mấy năm vừa qua. Đó, đây là cái đường sung là như vậy đó. Sung là một cái dạng cũng là làm nguội luôn á. Thôi mình ngưng nha. Đó, sung là tuyệt vời như vậy. Đó, đây là toàn bộ quá trình mình thực hiện một cái đường hàng ở chức năng sung. Mình ghép cái inox mỏng một ly lại, đó, thấy không có tệ bạc gì hết. Nó là nó sẽ đỡ biến dạng hơn cái thằng tích thường rất là nhiều. Đó, quý thằng thấy không? Cũng là một cái dòng 45A. Đây. Nhưng mà chúng ta có một sự có quá trình làm nguội. Thì như vậy quý thằng thấy không? Cứ tác động 45A hoài là gọi là tích thường này, thì nó sẽ biến dạng rất là nhiều. Mà tác động 45A mà trong có 0,2 giây cái nó nghỉ, nó xuống 15 giây. Nó xuống 15A, nó ngâm 0,8 giây thì nó sẽ tạo ra cái đường hàng sung tuyệt vời. Và cái sự biến dạng của nó rất là ít. Rõ ràng thấy không? Rõ ràng. Đó, mình đang thực hiện sung xong rồi. Đây là tính năng, một là tích thường, hai là sung. Bây giờ chúng ta sẽ vô liền tính năng thứ ba. Đó, nãy giờ mình là làm rất lẹ rồi. Đây mình di chuyển xuống tính năng tích cool. Cool thì mình sẽ chỉnh lớn lên 250A. Đây là sự thông minh tuyệt vời của con máy 250BC này. Chúng ta cứ để dòng lớn nhất. Và khi mà chúng ta qua tích này là tính năng thứ tư là tích điểm nha. Cool sao? Điểm thì mình sẽ cần chỉnh thời gian hàng đó thôi. Nhỏ nhất của nó là 10mg, lớn nhất của nó sẽ là 500mg. Thì bây giờ quý khách hình dung rồi, mình không có kéo lên 500 đâu, nó mất thời gian lắm dài. Thì mình cũng tiếp tục mình hàng hai cái miếng inox tương tự như vậy đó. Mình làm một cái đường dài này luôn đi cho quý thằng coi sự tuyệt vời. Đây, mình chỉ cần nhấn cò một cái là em nó sẽ tự dính lại liền. Mời tất cả quý thằng theo dõi nè. Quý thằng thấy không? Đó, đó là rồi chức năng hàng tích điểm. Mình sẽ tạo ra rất là nhiều điểm y chang nha, hai điểm giống nhau. Rồi mình làm cho mấy người coi nè, ba điểm giống nhau, bốn điểm giống nhau, bốn điểm giống nhau, năm điểm giống nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ một đoạn mình sẽ làm là tích điểm, đó là mình làm từng điểm giống nhau. Nhưng mà để cho nó nhanh đó, mình cho thời gian này lên 45mm vậy. Rồi mình sẽ tiến hành làm tích điểm cho tất cả quý thằng coi. Đây là tính năng thứ ba rồi ha thằng ha. Mình sẽ làm tích điểm cho tất cả quý thằng coi. Mình làm từng điểm cho mọi người coi nha. Mọi quý thằng coi nè, vô. 1 Đây là sự tuyệt vời của con máy tích điểm hay là tích 250BC Tenja. Và mình đang thực hiện cái tính năng thứ ba của em đó, là tính năng tích điểm, là dùng để trong cái ngành mỹ thuật á, quý thằng có thể hàng nó để mà mình chống biến dạng là một, hàng inox màu là hai, hàng inox mỏng 5 gem 2 gem là 3. Mình nói thật quý thằng, hàng được 2 gem là mình muốn nể con máy này rồi. Chứ còn mà cái chỗ bán vũ khí mà nó lấy con máy mít 1 kg không dùng khí mà nó nói nó hàng vô miếng tôn á mà 1 gem á, thì mình nói thiệt á, mình thấy cái sự nó dạng gian dối nó cỡ nào. Quý thằng biết một gem nó mỏng bằng tờ giấy A4 mà nó dám lấy con máy mít đó mà nó nói nó hàng được một gem. Mình nói thiệt ra mình muốn nó rất là coi thường mà muốn cười vô mặt cái tụi nó. Cái laser hiện giờ nó vẫn hàng chỉ mới được có 5 gem nha quý thằng. Nó không thể hàng được một gem. Mặc dù cái tích lạnh này mình nói nó hàng được 2 gem, nhưng mà riêng laser nó đòi hỏi rất là khó khăn. Đó, đây là một cái chức năng hàng tích điểm mình cũng đã thực hiện rất là nhanh rồi. Đó, từng điểm nó sẽ đều nhau như thế này. Nếu quý thằng hình dung mình nói không? Rồi, quý thằng thấy rất rõ ha. Rồi, mình vô chức năng thứ tư. Rồi, chúng ta cùng nhau vô chức năng thứ tư là chức năng hàng tích lạnh. Lạnh là gì? Bây giờ 250A để thời gian hàng 45mm giây là một điểm hàng. Nãy giờ mình làm cái rồi đó. Rồi, mình di chuyển xuống đây là mình sẽ chỉnh cái thời gian nó nghỉ. Thay vì nãy là mình nghỉ là do chính bản thân mình quyết định, thì bây giờ máy nó sẽ quyết định. Mình cho nó là hàng 250A, thấy không? Ở thời gian là một điểm là 45 giây, nghỉ một giây rồi nó lại lặp lại quá trình đó. Nó gọi là tích lạnh. Thì để bật tích lạnh lên cho chúng ta nhấn nhẹ nhàng cho nó hiện chữ 4T này lên, và nó sẽ trở thành tích lạnh. Và nó sẽ tự động nó sẽ nhịp nó sẽ đi. Thấy rồi ha. Đó, cái thằng để ý là bây giờ tay mình đã nhấn một lần rồi. Hàng nghỉ, hàng nghỉ, hàng nghỉ,
hàng nghỉ. Đó, mình chỉ cần bóp cò một lần thôi thì nó sẽ làm cho mình từng điểm như thế đó nè. Còn quá trình này nó tự động, nó sẽ lặp lại cái việc hàng nè. Hàng nghỉ là do cái máy nó quyết định rồi. Còn cái đường đầu tiên là mình do con người mình thôi. Mình làm ra một điểm rồi mình nghỉ, rồi mình lại bóp lại lần nữa. Đó, đây là quá trình hàng tích lạnh. Đó, cái hàng hình dung mình nói không? Sung nè, nhớ không? Sung nè, lạnh nè, tích thường nè, xong hết rồi. Rồi bây giờ điểm nè, nè quý thằng nhìn nè, sung nè, điểm nè, tích thường nè, tích lạnh nè, đó bốn tính năng rồi đó, tích thường, tích sung, tích điểm, tích lạnh. Rồi bây giờ mình sẽ vô tính năng cuối cùng, nói là phải giữ lời. Rồi mình sẽ là mượn cục sắt 300 kg của mình, mình sẽ gắn cái kìm hàng que qua bên đúng trò chiều của nó luôn. Mình sẽ gắn kẹp mát qua bên dấu trừ. Hồi nãy giờ mình hàng tích thì mình để kẹp mát bên dấu cộng nè, với thằng thấy không? Thì bây giờ mình sẽ gắn cái kìm hàng que vô dấu cộng, kẹp mát mình lại gắn vô dấu trừ. Thì kìm hàng que là mình có cho theo khách hàng luôn, 3m xịn hào cáp đồng dặn vô dấu cộng. Rồi cũng đơn giản thôi, và đây là tính năng cuối cùng dặn qua chức năng hàng que. Và mình để đốt cái đũa 3 ly 2 thì mình chỉnh vòng tầm 170-60 ampere thôi. Rồi mình sẽ kéo ra cái cục sắt kia và mình đốt cái đũa 3 ly 2 nữa, và mình sẽ khép video này lại, mình đi đóng đơn cho tất cả quý hàng ở khắp muôn phương nha. Bây giờ cũng còn sớm, rồi mình hàng vô cái đoạn này nha. Rồi đây là tính năng thứ 5 trên con tích 250 bc. Vô, mời tất cả mọi người theo dõi. Đây tính năng số 5, chọt một phát ăn ngay đó quý hàng, thấy không? Đó, đây là tính năng cuối cùng trên dòng máy tích 250 bc xịn hào, mà hôm nay là ngày 20 tháng 12, mà toàn bộ 10 cái đơn hàng của 10 khách hàng thông thái này là đã chốt đơn vào ngày 19, là ngày cuối cùng trong cái tuần lễ vàng rộn ràng khuyến mãi giá 5,2 triệu. Nhưng mà bây giờ á, là nó đã trở lại giá bình thường, trước đó là 5,2 triệu giảm 10%. Thì xin chúc mừng 10 khách hàng thương mến. Nhưng mà mình làm video này cũng để chúc mừng 10 khách hàng đã đặt hàng tối hôm qua. Nhưng mà mình cũng rất là vui khi mà mình chia sẻ với 10 khách hàng này cái cách vận hành cái máy này trong cái thời gian nhanh nhất, đầy đủ luôn, chi tiết luôn, không có thiếu cảnh nào nữa đó. Từ cách lắp bình khí cho đến cách hàng tích thường, tích sung, rồi tích lạnh, rồi tích điểm đủ luôn. Và kể cả tính năng cuối cùng là tính năng hàng que mình đang làm nó, thì bên trong mình có làm kỹ kỹ rồi. Hôm nay thì nó trở lại giá bình thường nữa nè, 5,2 triệu. Thì mình cũng khuyến mãi bằng cách mình tặng cho khách hàng cái chiến hàng điện tử tầm nhìn rộng thôi, chứ còn hết rồi. Vừa rồi mình bán một cái tầng khuyến mãi rực rỡ lòng em đã kết thúc rồi. Đó, mình đã thực hiện xong cái tính năng thứ 5 rồi. Và mình cũng xin chúc mừng với khách hàng nào đã mua được con máy 250 bc này với cái giá rẻ tối hôm qua nha. Đây là 10 đơn hàng, 10 con máy khách đã đặt. Thì tích 250 bc thì nó quá tuyệt vời rồi. Rồi đồng thời có 6 khách hàng thông thái cũng đặt con 210F này, cũng là rất là thông thái rồi. Nên mình xin chúc mừng một lần nữa, mình chúc mừng 16 khách hàng thông thái đã đặt những dòng máy chất lượng cao trên kênh Máy Hàng Em Quyền. Nhớ khách hàng ha. Mình xin phép dừng video tại đây. Chúc tất cả quý khách hàng có một ngày thật đẹp và thật là bình an.